Xin chào anh em, rất nhiều đơn hàng tiếp tục lên được trong ngày hôm nay để phục vụ anh em. Ở cái thời điểm cuối năm thì chắc chắn là bên Tú Audio rất bận rộn và vẫn luôn phục vụ anh em với trang thiết bị âm thanh. Và các anh em thấy hôm nay thì bên cả anh em cũng lên được rất nhiều mẫu sản phẩm, đặc biệt là có về thêm được mẫu quản lý nguồn mới nhá của Davix, đấy là phiên bản 860, và H860 sẽ mang đến cho anh em trải nghiệm của hát đỉnh, chúng ta yên tâm nhất khi các anh em đã lựa chọn bên Tú Audio. Các bác ơi, hôm nay bên em đã phải về gấp cái lô hàng này bởi vì đây là một cái phiên bản màu đẹp, phiên bản màu trắng, và chắc chắn rồi nhiều anh em thích những cái phiên bản màu trắng chưa quản lý nguồn ở bên em Tùng thì đa phần là phiên bản màu đen. Vậy nên là em phải về ngay một cái phiên bản màu trắng đẹp nhất của Davix để phục vụ anh em, đó là phiên bản H860 các nhá. Với phiên bản này thì anh em dễ phối đồ, với những anh em mà sử dụng những phiên bản màu sáng với dàn âm thanh gia đình, chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn phiên bản này và có thêm các tính năng để phục vụ anh em trong việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình một cách tốt nhất nhé. Hát chống cháy này, các tính năng bật tắt này, tự động từng cổng này, và con này thì có sử dụng cho mình là 8 củ cà phê sau. Ngay bây giờ thì cùng với em qua đây và trải nghiệm với cái giao diện đi. Đến từ bộ sản phẩm quản lý nguồn H860. Đây là phiên bản khi các anh em cắm điện lên các rồi. Với phiên bản màu trắng là một trong những màu rất là sang cho anh em lựa chọn phòng hát đình. 8 củ cắm phía mặt sau, 2 củ cắm phía mặt trước, tổng cộng với bộ quản lý nguồn Davix H860 sẽ có tất cả là 10 củ cắm. Và anh em có nhớ cho em hai cái tính năng không ạ? Thứ nhất đó là đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện khi chúng ta sử dụng. Thứ hai nữa là bật tắt dàn máy âm thanh rất dễ dàng, để cho em nút FVK thì chúng ta kích hoạt chế độ tự động tắt từ 8 về 1 và bật từ 1 lên 8 các nhá. Chúng ta có thể là bật theo cái chế độ khác, đó là tính năng bật tắt từng cổng. Chúng ta có thể nhấn cho em các nút trên này từ 1 đến 8 hoàn toàn có thể nhấn được. Ví dụ như anh em không muốn thao tác bật tất cả một dàn máy, chúng ta chỉ cần bật một thiết bị thôi, như là bật TV thôi, chúng ta không muốn giật dàn máy chẳng hạn, thì anh em hoàn toàn có thể nhấn vào các cái phím mềm trên này, chúng ta bật hoặc tắt đơn giản dễ sử dụng, phải không ạ? Ở giữa này sẽ có mặt màn hình hiển thị nguồn điện áp, và điều quan trọng hơn nữa là có sử dụng thêm áp chứa cháy C63 đây rồi, nên là chúng ta sẽ yên tâm hơn trong trường hợp xấu xảy ra với nguồn điện. Có bộ lọc nguồn đảm bảo an toàn, các bác anh em đã đến với Davix thì phải có bộ lọc nguồn chất lượng rồi. Anh em biết rằng những phiên bản mà có lọc nguồn trước đây giá thành không bao giờ dưới 1.700.000, 1.800.000 cả, nhưng mà hiện tại thì bên Tùng Audio giá 1.200.000 đồng một con quản lý nguồn có lọc nguồn, hàng sản phẩm rất chất lượng và là phiên bản màu trắng mạnh mẽ sang trọng nhất cho anh em lựa chọn. Và nếu như anh em cần có cái phiên bản mà hàng sản phẩm chất lượng đến từ Davix có lọc nguồn để lọc tín hiệu này, lọc nhiễu, lọc sóng tốt này, hãy đến với Tùng Audio nhé. Lựa chọn ngay cho em phiên bản mới nhất Davix H860 với mức giá thành khuyến mại tốt nhất tại thị trường âm thanh, 1.200.000 đồng, và anh đi tới 1 năm nhận hàng kiểm tra và thanh toán sau. Và video của Tùng xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.